cuối tuần mà vẫn phải đi làm. Ôi, vãi đã, người ta đi chơi đông như tây. Sơn muốn đi chơi em. Sếp ạ. Ờ, anh đã chuẩn bị tổ chức cho em đi chơi đấy. À, vâng. Ừ. Đây nha em nhé. Sao lại loa này sếp. Ôi. Ờ, thì go play đi chơi đi còn gì nữa. Review đi. Trẻ nói. Trước khi bắt đầu video thì mình cũng muốn nhắc nhẹ anh em là hiện tại One Way đang diễn ra chương trình Black Friday sale lớn nhất trong năm, kéo dài từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 11 với rất nhiều ưu đãi cực kỳ hấp dẫn như là giảm giá đến 15 triệu đồng với hơn 150 sản phẩm công nghệ, giảm tới 80% với các mặt hàng phụ kiện, giảm đến 40% khi thay pin Bisense chính hãng. Cùng với đó là flash sale giờ vàng 5 sản phẩm thiết bị nhà thông minh, tai nghe Bluetooth giảm đến 75%. Thật sự là quá nhiều ưu đãi khủng trong cái đợt Black Friday lần này và chỉ có tại One Way thôi anh em nhé. Nên là đừng bỏ lỡ, đường link chi tiết thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì quay trở lại với chiếc loa Harman Kardon Go Plus Play 3, một sản phẩm cũng chỉ vừa mới được ra mắt thôi trong cái nhân dịp kỷ niệm 70 năm của nhà Harman Kardon. Và mức giá của nó tại One Way thì đang là 7.290.000 đồng với hai phối màu rất là đẹp, đó là đen và xám. Harman Kardon thì khỏi phải bàn rồi, một cái tên tuổi rất lớn ở trong làng âm thanh. Những mẫu loa di động của hãng thì thường mang cái vẻ ngoài rất là phá cách, ấn tượng và thường nhận được cái sự đánh giá rất là cao từ khách hàng. Chiếc loa Go Plus Play 3 này cũng không phải ngoại lệ khi mà thiết kế nó vẫn kế thừa được cái tinh hoa của những phiên bản tiền nhiệm trước đây. Giống như một chiếc túi xách với cái phần quai bằng nhôm nên anh em có xách đi hay là di chuyển cũng rất là dễ dàng. Mặt trên của loa thì được phủ một lớp kính cường lực tích hợp bằng điều khiển cảm ứng với những cái nút cơ bản thôi, như là dừng phát nhạc này, tăng giảm âm lượng, nút kết nối Bluetooth, nút gọi điện thoại và hệ thống đèn báo có thể thao tác rất là nhạy và dễ dàng điều chỉnh. Toàn bộ phần thân loa thì được bao phủ bằng màng vải bảo vệ từ sợi poly chống bụi. Mặt trước thì vẫn là logo của Harman Kardon quen thuộc thôi, nhìn nó rất là nhỏ nhắn nhưng vẫn toát lên được cái sự đẳng cấp của dòng loa này. Mặt sau của loa thì sẽ là các cái cổng kết nối AUX, cổng nguồn và USB-C. Còn phần chân đế của loa thì nó sẽ là chất liệu cao su dày, mang lại cái độ bám rất là cao khi mà anh em đặt xuống những cái bề mặt phẳng. Tuy nhiên thì có một nhược điểm mà mình nhận thấy ở trên chiếc loa này, đó là khối lượng của nó thì hơi nặng một chút anh em ạ, lên đến 3,4 kg, nên nếu mà mình xách theo ấy và di chuyển trong một thời gian dài nó cũng sẽ hơi nặng và hơi mệt một chút. Tuy nhiên nếu mà anh em sử dụng thường xuyên ở trong nhà này hay là đi cắm trại và vận chuyển bằng phương tiện thì đây thật sự cũng không phải là một cái vấn đề quá đáng lo ngại. Sau ngoại hình thì khả năng kết nối cũng là một ưu điểm hàng đầu của dòng loa Harman Kardon Go Plus Play. Khi mà với phiên bản này thì chúng ta sẽ có chuẩn Bluetooth 5.3 mới nhất, giúp cho cái việc kết nối nó cũng sẽ nhanh chóng và ổn định hơn rất nhiều. Ngoài ra thì với cổng AUX ở đằng sau này, chúng ta có thể kết nối và sử dụng loa ở trên PC được luôn. Điều này giúp cho anh em có thể dùng chiếc loa này hàng ngày ở nhà như một cái món phụ kiện trang trí, bởi vì đây thật sự là một cái chiếc loa có cái tính thẩm mỹ và cái tính trang trí rất là cao, nên không đơn thuần là anh em chỉ sử dụng nó như một chiếc loa di động để mang theo ở ngoài trời nữa. Còn sang đến phần chất âm thì chiếc Harman Kardon Go Plus Play 3 này sở hữu 3 loa đường tiếng, gồm 2 loa treble hất sang hai bên này, 2 loa mid và 1 loa woofer ở gầm, cùng với đó là 2 màng rung thụ động, tất cả đều ở dưới phần đế loa anh em nhé. Điều này giúp cho âm thanh nối 3 chiều của chiếc loa này cực kỳ ấn tượng. Khi anh em đặt loa xuống thì cái âm thanh nó sẽ đánh dưới gầm và tản ra môi trường xung quanh một cách rất là đều, rất là bổng, nhưng vẫn không kém phần uy lực với những cái bản nhạc thiên về beat anh em nhé. Và để kiểm chứng cho anh em thì như thường lệ mình sẽ test ở trên 2 bài nhạc. Một bài nhạc sẽ thiên về vocal, về giọng hát của ca sĩ, và một bài nhạc sẽ thiên về giai điệu cũng như là nhạc cụ, để cho anh em có một cái đánh giá trực quan hơn nhé. Trước kia đã từng nhìn thấy nhau, khi ngày ngân khúc ca phố xa trăm miền, cây cỏ tựa núi sông đến với tao cho chạm lòng tiếng thơ. Sau khi mà anh em trải nghiệm có thể thấy là cái âm bass của chiếc loa này có thể xuống nó rất là thấp và đánh nó rất là căng. Đây sẽ là một chiếc loa có thể đáp ứng được cái sự bùng nổ ở trong những cái buổi tiệc tùng sôi động của anh em, khi mà hãng thật sự đã trau chuốt rất là tốt cho cái giải âm trầm của chiếc loa này.
Tuy nhiên thì chiếc loa này lại không gặp phải một cái sự cố thường thấy ở trên những cái dòng loa di động mà mình đã review trước đây. Đó là cái giải bass làm quá tốt và lấn át đi cái giải mid và giải treble đâu anh em nhá. Thật sự là mình rất là ấn tượng về cái độ ổn định và đồng đều các giải âm ở trên chiếc loa này mang lại khi mà với âm chung. Nó cũng đem lại cái trải nghiệm nghe rất là mượt mà, ấm áp. Nhờ đó thì cái tiếng vocal được tái hiện lại khá là tròn trịa và hài hòa với những giải âm khác. Tiếng nhạc cụ thì cũng rất là đầy đủ và phong phú, nghe nó trong và rõ với những cái bản nhạc điện tử thì nó lại đem lại sự dồn dập, có độ nặng và rất là sướng tai. Nên mình đánh giá đây là một chiếc loa có cái độ cân bằng khá là tốt, gần như là hoàn thiện và không gặp phải những cái vấn đề nhỏ như là bị vỡ tiếng này hay là bị vang ở những cái giải âm cao và ở cái mức âm lượng lớn. Cái hiện tượng méo tiếng ấy thì mình cũng hoàn toàn không thấy ở trên chiếc loa này, nên nó đem lại một cái trải nghiệm nghe nó rất là trọn vẹn. Thật sự là xứng đáng với cái số tiền mà anh em phải bỏ ra để có thể sở hữu được nó. Và cuối cùng, mình muốn nói về thời lượng pin của chiếc loa này cũng khá là ấn tượng, với thời lượng sử dụng lên tới là 8 tiếng liên tục. Ở bên cạnh đó thì cái việc loa chuyển sang sử dụng nguồn điện trực tiếp 220W nó cũng sẽ giúp cho cái việc sạc và sử dụng đồng thời trở nên thuận tiện hơn rất là nhiều, tạo nên trải nghiệm nghe nhạc liền mạch và không bị gián đoạn đâu anh em nhé. Và ok, trên đây là những đánh giá của mình về chiếc Harman Kardon Go Plus Play 3, một chiếc loa ấn tượng cả về thiết kế lẫn cái chất âm cân bằng. Một sự lựa chọn rất là tốt cho anh em và đáng giá đến từng xu đối với những anh em nào mà yêu thích các mẫu loa di động. Và nếu như anh em quan tâm đến chiếc loa này thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Bên cạnh đó thì cũng đừng quên để lại cho OneWay một like, một đăng ký kênh để kênh của bọn mình có thể tiếp tục phát triển và cho ra đời những sản phẩm chất lượng hơn nữa nhé. Mình là Sơn Đỗ và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.